Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây toàn bộ linh kiện của điện thoại Huawei MediaPad T1 8 inch S8701U đang có mặt tại Di Động Cao Cấp.vn. Và đây là phần mic của máy. Khi quý vị bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic, mic nghe gọi trên điện thoại kiêm máy tính bảng Huawei MediaPad 8 inch S8701U, lỗi mic nói đầu bên kia nghe nhỏ, nghe dè, nghe chập chờn luôn cũng không. Là do phần mic này đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Di Động Cao Cấp.vn có sẵn mọi linh kiện trên Huawei MediaPad T1 8 inch, phục vụ quá trình thay mới, sửa chữa cho quý vị các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.